could hear my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time. Time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Với một ly cà phê, cà phê Việt Nam. Thì hôm nay trời đã vào thu rồi, như cả nhà mình nhìn thấy nè, một màu vàng bao phủ cả một cái khung trời luôn, đâu đâu cũng thấy màu vàng này hết. Thời tiết đã vào thu rồi, cây rồi nó đổi sang màu vàng hết rồi, cho nên thì Thủ Thiền cũng muốn tranh thủ quay cả vào thu để gửi đến những hình ảnh này cho cả nhà mình cùng xem. Chứ mai mốt mà vào đông mà trời lạnh lẽo, rét rung người, không có đi ra ngoài quay được cái khung cảnh đó cho cả nhà mình xem. Lâu lắm rồi thì Hữu Thiền mới trở lại cái lắc với chị Gành này. Lúc trước thì Hữu Thiền thường hay ra đây ha, đi bộ rồi chạy xe đạp đâu. Thì ngày hôm nay Hữu Thiền trở lại lắc với chị Gành này vào mùa thu. Tôi phải nói là mùa thu là cái mùa đẹp nhất trong năm. Khi mà ngoài trời phủ một cái màu vàng ha, cây lá vàng, rồi sắc màu của lễ hội, sắc màu của pumpkin. Cả nhà mình thích mùa thu không ạ? Chú Thiện thì rất là thích mùa thu này, rất là thích đi dưới những tán cây như thế này, ngắm cây lá vàng nha. Phía sau lưng của Thiền nè, mấy cây lá vàng.
Đó, tuyệt đẹp luôn. Thì thời tiết năm nay cũng không có lạnh, vào mùa thu thì bây giờ tầm khoảng là 70 độ F, thì tầm khoảng là 25-26 độ C thôi, rất là mát mẻ, cho nên tiện mặc cái áo phông như thế này chia sẻ cảnh mùa thu để đến cho cả nhà mình xem. Mấy cây lá vàng đẹp ơi là đẹp luôn. Cái khung cảnh chỗ này là vừa đẹp, thứ nhất là cây lá vàng, thứ hai nữa là cái bến cảng này cả nhà. Trời ơi, tôi nói cái cảng này đẹp ơi là đẹp luôn, tôi nói nó đẹp đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn. Cái cảng này thì những cái chiếc tàu, những cái chiếc du thuyền rồi á, người ta đậu ở đây. Những người nào mà có sở hữu những cái chiếc du thuyền ha, đã mua cái chiếc du thuyền rồi đó, thì phải trả tiền nữa hả. Cái bến đổ ở đây nữa đó, rồi Hữu Thiện cũng có một cái người bạn, người ta chia sẻ rằng là có một cái chiếc du thuyền rồi, trả tiền bãi đậu rồi, phải trả tiền mình muốn đi phải có cái người thuê, cái người đó lái đó, lái 1 giờ là phải tốn biết bao nhiêu, hình như là cũng 500-600 đô vậy đó, rất là đắt luôn. Rồi trả tiền bến bãi này hàng tháng hàng năm nữa, trời ơi, tao nói tốn biết bao nhiêu là tiền luôn. Đây là thú chơi của những người có điều kiện, cho nên mình cũng chia sẻ chút xíu về cái thú chơi những cái chiếc du thuyền này đó. Mình không có lái được cái chiếc này, phải có người thuê người lái, và người ta có cái license, người ta chở mình đi. Nó mình muốn đi đâu á thì mình nói họ, họ chở đi vòng vòng lắc cái chị gần ha, rồi đi ra ngoài dòng sông Chicago ngắm nhìn thành phố Chicago rồi rất là đẹp luôn. Có tiền sắm cái chiếc du thuyền rồi là một chuyện, rồi mình phải trả tiền hàng tháng nữa đó. Người thợ sửa tàu này ở trên trên bến bãi rồi, có những người bảo trì thợ sửa tàu đầy đủ á. Đây là cái bến tàu, bến du thuyền lớn nhất ở tại Lake Michigan luôn. Vào cái ngày lễ July 4 á, trời ơi, tôi nói ở đây nó rất là nhộn nhịp luôn. Họ lên trên tàu, họ mở cái party ở trên tàu, rồi họ bắn pháo bông luôn. Trời ơi, tôi nói đủ mọi cái hoạt động hết. Cho nên thì cái cảnh ở Chicago không thể nào mà không thể nhắc đến cái Lake Michigan này, cảnh rất là đẹp luôn. Cho nên cả nhà mình mà có ai mà đi du lịch đến với thành phố Chicago thì đừng bỏ qua cái Lake Michigan này nhé, nhất là vào mùa thu ha. Rồi đi đến cái bến du thuyền này, nước nó xanh luôn, có mấy con vịt nó bơi, nó mấy con vịt nó có mấy con vịt, nó nấp ở dưới cái cầu tàu á. Ở trên bờ có người ta đi bộ tập thể dục được. Hôm nay thì thời tiết mát mẻ ha, đi tao nó enjoy cái thời tiết này. Vừa đi vừa uống cà phê, ở Mỹ chỉ vậy thôi, tận hưởng không khí thiên nhiên mát mẻ trong lành thật là tuyệt luôn. Trời, ở đây ta có cái bến du thuyền nè, có bàn ghế rồi xuống đó ha, mở cái party dưới đó, lên cái chiếc du thuyền này mở party sinh nhật đồ ha, nghe nhạc đồ, có người ta chở mình đi chân rồi ra đó mình chơi dạy vòng vòng, cảnh đẹp lắm. Rồi vào những cái dịp ESO nè, rồi ra đây thuê cái du thuyền đi ra ngoài bờ hồ ngắm ESO, nhiều hoạt động lắm, cảnh quá đẹp. Đó, lại đi nãy giờ chưa hết cái chỗ cái bến du thuyền này, rất là rộng luôn. Mấy cái cây, bóng cây nó to hay là to luôn, họ để những cái ghế á, đi mỏi chân rồi ngồi đó nghỉ. Ở dưới nước có mấy con vịt nó bơi bơi bấm như thiền, cả nhà thấy có đẹp không ạ? À? Mình ngắm một vòng nha.
một vòng cái bánh du thuyền. Nay thì thời tiết nó chưa có đủ lạnh, chứ mà mỗi năm á, vào cái thời tiết này á, hả, là cây nó vàng nó muốn rụng lá hết trơn à. Mà hôm nay thời tiết ngày hôm nay vẫn còn sáu mấy 70 độ F, chưa có lạnh cho lắm, cho nên lá cây nó vẫn còn chưa có vàng cho lắm. Cứ từ từ, từ từ rồi lá nó sẽ vàng thôi. Đó, ngồi ở bên cạnh bờ hồ ha, đu đưa rồi ngắm cảnh. Ủa, ở đây chúng ta câu cá nè. Mỗi người mỗi cái hoạt động, tùy tùy sở thích của mỗi người thôi. Đây ta câu cá nè. Đó, câu cá. Thích xin. Hôm nay người ta cho câu cá, đó, mình cũng mang cần câu ra đây mình câu. Giải trí mà. Những cái thuyền này thì phải có cái riêng tư, mà phải có cái code, cái cổng này mình mới vào được. Chứ nếu không mình không có xuống được, hay là có cái passcode này. Bấm mà mình mới đi vô cái chiếc du thuyền được. Đó, ở đây ngồi câu cá nè. Đó, fishing. Đó, câu cá. Cũng là một thú vui rồi. Giải trí. Giải trí câu cá. Đây là lướt ván. Tất tần tật các môn thể thao ở dưới nước được. Ở phía bên cạnh cái bến du thuyền. Quá trời cả nhà nhìn nè. Cái view ở đây ta nói đẹp ơi là đẹp luôn. Bên kia đó là cái đào thao của Chicago. Đó, bên đây là bến du thuyền nha. Vì có những chiếc du thuyền nước thì xanh trong quách luôn. Trời ơi, đó, nó đẹp. Cả nhà có thích không ạ? Cả nhà mình thích thì hãy bấm like, share hoặc comment chú thuyền nha. Trời ơi, đây mấy con vịt đây nè. Mấy con vịt. Vịt này nó bay được, nó bay là lại. Một gia đình vịt. Quá đẹp.